phải nói là những cái mô hình anh Bona tạo ra rất là hay, đó là những thêu những cái sản phẩm bằng tay hoặc là tham gia những cái dự án cộng đồng như vậy, trồng rau quả các thứ. Thì nhưng mà những người dân nghèo thì thường thường kiến thức của họ rất là hạn chế. Làm thế nào để anh Bona có thể truyền đạt những cái khái niệm mới, những cái cách làm hiệu quả mới để cho họ có một công việc việc mới như vậy, thì làm thế nào để mình truyền đạt những cái kiến thức đó? Thì ở đây là đang biết ở Việt Nam có thể là người ta là rất muốn có việc làm, thì không phải là họ muốn lấy tiền thôi mà họ có muốn có việc làm. Nên là bây giờ là mình đào tạo là quá nhiều dự án là đào tạo là sau này là hết, mà không có giúp để bắt đầu ra. Thì là cuối cùng là người ta là biết làm mà không có biết cho biết là bán cho ai. Nên là tổ chức mình thì là cũng quan tâm là thành lập một công ty, mình kêu là social enterprise, là công ty xã hội. Công ty là có lợi, bắt buộc phải có lợi, mà toàn bộ lợi đó là sẽ quay về là trong cộng đồng. Ví dụ ở đây là ở Long Mỹ thì là mình cũng sản xuất là một số sản phẩm là bằng nguyên liệu lục bình, hoặc mình làm túi laptop, hoặc mình làm thông tin đắp mảnh v.v. Thì là có lợi, mình bán là trong cửa hàng ở Hà Nội, ở Sài Gòn v.v. Thì là một là mấy chị mà có thu nhập thì sẽ có một thu nhập thường xuyên mà cao hơn lục chút, thì có thể là gấp đôi hoặc gấp ba lần. Mà sau khi mình đã tìm đầu ra rồi, mình bán ở trong các cửa hàng của mình thì là lợi sẽ quay về đấy. Mà mình phải có một số điều kiện, vì là nếu mình bán là các sản phẩm là như là có thể là 1.000 người khác làm á, mình làm theo á, thì là cuối cùng là mình không có đạt hiệu quả. Nên là mình có quyết định thì tìm một số sản phẩm mà cân cầm rất nhiều, vì cơm ở đây rất rẻ. Ví dụ là có người mà có công ty nào ở Sài Gòn muốn sản xuất cái này sẽ tìm có thể là lao động ở Hoc Mon hoặc gần thành phố, thì là mà sẽ mắc hơn Long Mỹ. Nên là cơm nhiều thì là mình sẽ ở Long Mỹ là mình có một thuận lợi, người rất đông rất muốn làm việc, mà lấy một ngày 50.000 hoặc 70.000 đồng thì là họ rất cảm ơn. Thì là thứ hai thì là mình phải có một số sản phẩm mà cần kỹ thuật nhiều, vì nếu quá dễ thì người ta sẽ làm theo và sẽ làm rẻ hơn mình, cuối cùng mình không có làm lâu dài được. Thứ ba, tổ chức mình thì là cũng có một quan hệ với một số người nước ngoài, tiếng Anh người nước ngoài của Úc, của Nhật, của Pháp là cũng giúp mình nhiều. Nên là mình cố gắng bán là cho mấy đối tượng người nước ngoài ở Sài Gòn, người du lịch hoặc người mà resident đó ở Hà Nội, Sài Gòn. Nên là cái này là một doanh nghiệp bình thường Việt Nam ấy, thì là có thể là không có khả năng đó. Mình thấy là có lợi nhiều hơn. Nên là mình chọn lập là các sản phẩm là như vậy, và mình sẽ thiết kế là đúng cho đối tượng đó. Vì là thiết kế là có thể là cách chọn thiết kế hoặc các màu là cho người Nhật là khác, cho người Việt Nam là khác, Pháp là khác, thì là phải làm rất để cho phù hợp. Sau hơn 15 năm gắn bó với Việt Nam làm những công tác hỗ trợ người nghèo, anh Bona cảm thấy là mình được gì và mất gì? Mất là mất tóc một chút thôi. Lo nhiều lắm. Lo nhiều vì tôi có nói trước là về vấn đề kinh phí thì là bất ngờ nhiều quá. Bất ngờ. Vì nên là mình cũng có đào tạo một số nhân viên ở đây là kêu là nhân viên gây quỹ. Bất ngờ ở đây nghĩa là họ chưa có quen khái niệm mới. Thì là bây giờ là mình có 20 mấy nguồn kinh phí, mà có khi là nguồn kinh phí khen mình. Gửi lời khen vừa mà sau này là rất cảm ơn nhiều. Bây giờ là mình sẽ giúp một người khác thôi. Thì là cái này là quá bất ngờ, mà cái này là trường hợp này là gặp rất thường xuyên. Nên là mình có một quyết định thì là mình muốn làm bền vững thì là phải nhiều nguồn kinh phí, không phải một hai xong, mà tất cả mỗi công việc mình làm ở đây phải 2, 3, 4 nguồn kinh phí khác nhau. Thì nên là phải nói là cái này là khác là với kinh doanh. Kinh doanh thì là mình làm quản lý tốt thì không có làm sai, thì là mình tiếp tục bán, mình tiếp tục lợi, mà xin kinh phí là vẫn nhiều. Nên là có khi nếu mất gì thì là có thể là mất ngủ nhiều. Còn được là được gì? Được là quá nhiều. Được là rất vui vẻ. Thì là mình làm việc là với một số người mà rất nhiệt tình. Thì là tôi cũng thấy là nhân viên của mình là có một số người là làm hơn 10 năm, 15 năm là cũng có. Thì là rất vui vẻ. Thì là người cười,
thì là như là rất hạnh phúc trong nhóm dự án và trong cộng đồng, thì là cái này là mình không có thể tìm được là nhiều chỗ đâu. Thì là lúc trước là tôi làm việc một công ty là cái này là không khí là hoàn toàn là không có bằng. Được biết trước đây anh Bernard như đã nói là làm trong công ty lớn ở Pháp là công ty General Electric, công ty rất là lớn của thế giới, một vị trí cũng công việc rất là ổn định, lương rất cao, mà từ bỏ tất cả để đi theo một công việc xã hội gắn bó người nghèo. Có bao giờ anh suy nghĩ lại và cảm thấy cái quyết định của mình nó có gì đó mà mình cảm thấy trăn trở không? Chứ bây giờ mình phải mất ngủ quá nhiều. Có khi nào mình cảm thấy hối hận về quyết định đó không? Không, thì là tất cả là mình đã quyết định trước rồi. Thì ở đây là mặc dù là mình làm từ chín thì là mình có đủ để sống thôi. Mà cái này là vui vẻ đó thì là mua không được. Ví dụ là có lương cao quá mà thì là không vui, không có vui thì là không thua luôn. Nên là sau khi làm mấy năm cho công ty đó bên Pháp thì mình đã học nhiều, mình có kinh nghiệm nhiều về cách quản lý đi làm việc nhanh là có hiệu quả, và cái này là phải chấp nhận. Bây giờ là tôi cố gắng là lấy kinh nghiệm đó để làm một tổ chức tư chính mà có hiệu quả bằng. Có nhiều người nghĩ là tổ chức tư chính là làm vừa là đi có, mà không phải. Tổ chức mình là rất muốn là hiệu quả, là tôi luôn luôn nghĩ là hiệu quả của mình là phải cao hơn các công ty kinh doanh. Vì sao? Là vì làm không phải vì tiền, vì mình làm cho con người. Con người là để có học sinh là có điều kiện đi học, cái này là quan trọng là bao nhiêu là hơn là tin lợi của một công ty nào. Nên là mình phải có hiệu quả tối đa. Sự hiệu quả của từng dự án hỗ trợ cộng đồng chính là điều mà anh Bernard luôn trăn trở. Anh quan niệm rằng một người làm từ thiện chuyên nghiệp không chỉ là kêu gọi và nhận tiền tài trợ, điều quan trọng là sử dụng đồng tiền đó như thế nào để chúng thực sự mang lại một cuộc sống mới cho những người dân nghèo. Đi đến đâu, anh cũng luôn cẩn thận dở từng cuốn sổ theo dõi kinh tế gia đình và tính toán xem thu nhập của mỗi hộ đã tăng được bao nhiêu. Cái đáng quý ở đây là anh đã mang lại cho họ những cái nghề, những kiến thức mới để họ tự mình vươn lên và cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của giá trị vật chất và tinh thần, khi cuộc sống giờ đây đã phần nào bớt đi sự vất vả và lo toan. Vâng, kính thưa quý vị, thời lượng cái nổi của chương trình không đủ để chúng tôi có thể khắc họa hết những gì mà anh Bernard Kervin đã làm cho người dân nghèo Việt Nam. Chỉ biết rằng ngày qua ngày anh luôn trăn trở làm thế nào để có được nguồn kinh phí để giúp đỡ người dân thoát nghèo thông qua những chương trình hỗ trợ cộng đồng của mình. Chuyến đi với anh Bernard Kervin thực sự đã để lại cho chúng tôi một bài học nhân văn sâu sắc về lòng thương người, vì tinh thần vì cộng đồng của một người đến từ đất nước phương Tây. Đến đây thì chương trình Tôi và Việt Nam cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kỳ sau.